sau bữa ăn. Đây mặt con rời này khỏe phơn hơn rồi. Hình như vẫn hơi đói. Không, đây không mặc đói. Dù đây sản phẩm của Nam như này. Sau một trận oanh tạc. Đã được nạp thêm năng lượng. Như này, chúng ta lại tiếp tục cuộc hành trình. Các bạn be này, bạn bông này coi như tỉnh và chúng ta tiếp tục cuộc hành trình. Ngày mai nó bụng chưa? Mẹ uống cái nước đấy có ngon không con? Ngon. Good. Khỏe chưa? Khỏe không? Đi... bây giờ đi chơi hay đi về? Yeah. Đi chơi, rồi ok. Đi chơi đến bao giờ? Sáng. Được rồi, ok. Nhất trí. Đây, quán ăn này là của người địa phương. Ăn rất là ngon. Tất cả là sao? Chưa biết. Bà Minh nghe Thành có cả rán. Rồi đi ra cả.